Tất cả bác đã đến với cửa hàng của em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu trong buổi trưa ngày hôm nay các bác nhá. Buổi trưa ngày hôm nay thì em Thành có những gì đây ạ? Vâng, buổi trưa ngày hôm nay em Thành sẽ khui một cái kiện mới ra các bác nhá. Có đầy đủ những mặt hàng độc đáo, cao cấp cho đến trung cấp và cho đến bình dân anh em nhà mình nhá. Thì các bác có thể nhìn thấy, ở đây thì các bác có thể nhìn thấy buổi trưa ngày hôm nay em Thành sẽ lên 2, 4, 6, 8 món các bác nhá. 8 món và những cái bộ mặt quỷ khác, những bộ tạ nê. Và kho của em Thành thì thực sự các bác là về số lượng hàng thì bao na bao trùm, các bác đến đây thì gọi là không có một sản phẩm nào không có giá cả cạnh tranh, giá thợ, giá thị trường các bác nhá. Hơn nữa thì em cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong suốt những cái khoảng thời gian qua bên em lên livestream, lên sóng, lên clip. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay sẽ lên cho các bác. Vâng, sản phẩm đầu tiên sẽ lên cho các bác nhá. Chuyên ngày hôm nay thì em sẽ quay xin lỗi các bác, em sẽ quay hơi chậm một chút các bác nhé, để đảm bảo cái quay độ kỹ và chính xác cho bác về con hàng. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay xin giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ thùng dài, dáng thùng dài, dáng thùng tiêu chuẩn, mặt 18 các bác nhá. Mặt 18, con này thì chắc chắn là một con Kenzer của Đức các bạn, một con Kenzer của người Đức các bạn nhé, một con Kenzer của người Đức các bạn. Đấy, con này thì mặt kính cong, mặt phía dưới là mặt cốt đồng tráng bạc, đánh gông vòng các bác nhá. Mặt số thì có một cái đường nét quay kim như thế này rồi, các bạn không thể tránh khỏi, bởi vì cái người Tây ấy các bác, người ta sẽ quay kim một cái móng tay người ta chạm vào. Đấy, mặt 18 các bác nhá, đánh gông vòng. 30 phút điểm chuông một lần, logo Kenzer, logo cánh chim ở đây các bác có thể nhìn thấy đây, logo cánh chim ở đây. Đó nhá. Đánh gông vòng. Các bác nghe chưa? Như chuông nhà thờ. Như chuông nhà thờ, như chuông chùa luôn. Đấy, logo Kenji hình cánh chim, người ta làm theo núi trừu tượng ở đây các bác nhá. Đấy, rất là đẹp rồi. Quả nắc cực đẹp nên màu đồng nặng mắt cua như anh Thành đã nói rồi. Màu đồng xuống màu là diện là hàm lượng đồng cao các bác nhá. Khi đồng được trộn với các cái hóa chất, những nguyên tố khác thì đồng nó rất là sáng, nó sẽ ra là vàng, nhưng về tính chất của nó thì nó sẽ giòn, nó cứng và nó sẽ dễ gãy hơn. Còn ví dụ như đồng, nhiều đồng nguyên chất của người ta thì nó sẽ, các bác cứ nột cái dây điện của các bác ra là các bác biết. Vâng, người ta dùng đồng để dẫn điện rất là tốt, nhưng mà đồng nguyên chất của nó thì cái sợi đồng nó có màu đỏ các bác nhé. Nhưng mà để sau này thì nó sẽ xuống màu, nhưng mà thực sự các bác cái gì nó nguyên chất nó rất là bền. Đấy, các bác nhá. Con này thì thùng lành nặng các bác nhá. Thùng lành nặng, đấy các bác nhìn này. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Rất là đẹp, thùng chất âm kêu tốt các bác, như trống carillon các bác nhá. Kích thước thùng là 70x70, một trong những cái kích thước tiêu chuẩn của nhà hãng, bởi vì cái kích thước trùng thùng như thế này nó mới chứa đựng được cái bộ gông dài tiêu chuẩn, cũng như là nó cho ra cái âm tốt nhất của nhà hãng đã sản xuất các bác nhá. Kích thước là 70x30 và giá sản phẩm này em giao lưu các bác là 1,9 triệu. Con này thì em sẽ gắn luôn tem là mã 1 các bác nhá. MS1. Các bác chú ý giúp em này, mã 1 giá 1,900,000, không thể tuyệt vời hơn các bác nhá. Các bác nào quan tâm gọi điện trực tiếp và cọc giúp em. Thì các bác sẽ gọi điện giao lưu với em và em sẽ gửi cho các bác cái số tài khoản. Nếu các bác muốn thì mai em sẽ tìm cho các bác cái biển các bác nhá, để các bác chủ động được cái số tài khoản cũng như số điện thoại các bác. Sản phẩm thứ hai ngày hôm nay giới thiệu các bác là một con Kenji trên dưới 100 tuổi các bác nhá. Một trong những sản phẩm dành cho các bác nào chơi có chọn lọc, chơi theo nối độc các bác nhá, tức là độc đấy, độc đáo đấy. Con này con song tiện các bác nhá, chứ nó không phải là con thùng dài. Con song tiện kính mài pane lên 7 màu. Đấy, em có thể quay vào đây cho các bác, nó sẽ óng ánh lên các màu các bác. Các bác có thấy không? Các bác có nên xanh đỏ tím vàng không ạ? Cái kính này của mình thì không có các bác nhá. Kính mình vỡ là thôi ấy. Vỡ cắt kính trắng thôi. Nó là con song tiện các bác nhá. Nó là con song tiện, con song tiện đây các bác nhá, con song tiện kép các bạn. Màu thì bác có thể nhìn thấy màu ở đây, ở bên trên nó là một cái chương hoa được đục chạm tinh xảo theo nối cung điện châu Âu các bác nhá, những cái họa tiết được khắc họa theo nối trừu tượng, theo cái con mắt, cái ánh nhìn của người Tây, các bác có thể nhìn thấy giúp em. Mặt là mặt 20, mặt trên là kính cong các bác nhá. Mặt trên là mặt kính cong các bác ạ. Mặt đây. Con này phải đời mặt nó phải theo màu thời gian như thế này thì nó mới được gọi là đẹp các bác nhá, bởi vì là nó trắng bạc, ở phía dưới là đồng, ở bên trên nó mà trắng bạc, và
cái phiên bản nó làm kỹ các bác nhá, mặt số ngày đêm các bác nhá, số ngoài là số ngày, đêm 21 22 23 24 này, đây là số đêm các bác nhá. Các bác những cái phiên bản cao cấp người ta lại làm rất hay. Và củ gông này thì thực sự các bác nó là song âm các bác nhá, nó là song âm ạ. Gông song âm, thế nào là song âm ạ? Song âm này thì đảm bảo cho bác là chuông cực hay, điểm chuông như gông nhà thờ luôn. Các bác có thể nhìn thấy, các bác nghe nhá. Các bác nghe chưa ạ? Các bác nghe chưa ạ? Đây là bên điểm chuông các bác nhá, nó đùa điểm bằng hai thanh gông. Thì thường xuất hiện ở những dòng Kenji cổ có niên đại khoảng trên 90 năm các bác. Củ gông đây. Chuông cực kỳ hay, con này thì không phải bạt. Nó là cái gông này của nó nhá, nó bé hơn các thanh gông khác, nó gọi là gông đồng tâm. Đó nhá, các bác chú ý giúp em. Loại gông này rất là quý. Các cái dòng Odo về sau này thì nó có làm theo, ví dụ như những con Odo 3010 củ gông đồng tâm cực kỳ hiếm và giá trị cực cao. Các bác nhá, con này cũng thế đây. Chất đồng cổ, mắt cua, cốt đồng trắng bạc các bác nhá, cực kỳ cổ. Những con này thì các bác thay cái mặt sáng hoặc là thay quả nắp sáng vào con này thì nó vứt đi luôn các bác nhá. Bởi cái niên đại của nó cả trăm năm như thế thì thực sự các bác thì trên dưới 80 năm, cả trăm năm như thế thì thưa các bác là cái mặt mà nó mới thì người ta đặt cho các bác cái dấu hỏi ngay, các bác chơi cái hàng gì luôn. Hai bên là hai cái loa tăng âm, kiểu loa thoát âm ấy các bác nhá. Cái này cái vải các bác, về các bác gắn cho em cái vải, nó là cái vải. Vâng, em rất là xin lỗi các bác đang gọi điện cho em đang live stream thì em không nghe điện thoại các bác nhé. Rất nhiều bác gọi điện trước hàng đấy. Cái này là cái vải qua thời gian, qua cả trăm năm rồi thì cái vải này nó sẽ tự mục ra. Thì các bác về các bác nhấc ra thôi, các bác nhấc ra xong các bác gắn cho em cái vải vào. Kích thước con này thì là 39 x 80 các bác nhé. Con song tiện này em để cho các bác này, nó đục chạm cả hình bông hoa sen luôn. Đây nhá, mã số này, mã số 2. Bác nào chơi con này là cực chất này. Tin em đi ạ. Giá là 6 triệu. Đấy, các bác nào quan tâm thì alo luôn giúp em nhé. Quan tâm thì alo luôn giúp em Thành nhé. Các bác chú ý giúp em. Quan tâm thì alo luôn giúp em. Đấy, ngày hôm nay em lên một series hàng cổ các bác nhé. Một series hàng cổ. Tiếp theo là một con này mã số 3 nha. Tiếp theo là mã số 3 là một con cũng dáng kiểu song tiện các bác nhá, họa tiết đồng, cũng dáng song tiện họa tiết đồng các bạn, con này cực kỳ đẹp. Con này thì siêu phẩm lại vừa về hôm trước có một con rồi thì các bác chốt nó rất là nhanh, chốt cực nhanh. Thì không biết là bác nào hẹn nhưng mà thôi thì cứ cho lên đây, của bác nào thì bác alo các bác nha. Con này thì khá độc đáo, một trong những cái thương hiệu, một trong những cái hãng rất là nổi tiếng các bạn. Kính là kính rào gỗ nha, họa tiết là họa tiết đồng nắp kia vàng, các bác có thể thấy đây, họa tiết đồng nắp kia vàng, các điểm em chỉ tay đây các bạn nhé. Theo như kiến trúc của một cung điện luôn, các bác có thể nhìn thấy đây không, kiến trúc của một cung điện ở trên là cái màu đấy. Củ gông mạ vàng, nắp này cực đẹp luôn các bác, em không tháo ra luôn. Nắp này, nắp được thiết kế nhiều tầng các bác nhé, nhiều tầng. Con này cực cổ luôn, đúng rồi, con này con Zapi cổ các bác nhé. Zapi cổ, một trong những chiếc đồng hồ của người Pháp, máy cực cổ, máy vàng ươm xuất sắc, con này xuất sắc cho trên 9 điểm luôn các bác nhé. Đây, đây nhìn này, gông này, các bác nghe thử không? Vài phút chưa đồng hồ điểm chuông lần, hai bên là hai ống để các bác có thể kiểm tra máy. Rồi nha. Con này thì sẽ kiếm cái thước để đo quạt thước cho các bác. Cái thước các bác nha, để em đo. Kích thước của chiếc đồng hồ này là 80. Và ngang sản phẩm này là 35, giá em cao lưu 80 x 35, giá 80 x 35
trong giao lưu sản phẩm này 2,5 triệu các bác nhé. Con này cực cổ và cực độc các bác nhé, bác nào chơi hàng độc thì không bỏ qua xong tiền này. Con này mã số sản phẩm này, mã số sản phẩm này các bác nhé là mã số 3 các bác nhé. Giá cực tốt, 80 × 35, giá 2,5 triệu. Hôm trước bác nào còn lấy một con rồi đặt em con này thì các bác nhớ gọi điện cho em nhá, tại vì em không nhớ các bạn, không thể nhớ được, một ngày qua quay nhiều sản phẩm quá. Hôm qua thì em có lên một chiếc đồng hồ đô thì các bác đi qua là bác lấy luôn một con như thế này. Và rất nhiều các bác khác chốt phụ khác, nhưng mà thực sự các bác là em cứ đưa lên đây, các bác nào chúng ta làm được việc thì làm, chứ còn chốt riêng thì lúc nó khó lắm các bác. Con này cực kỳ đẹp, nó là mẫu thùng trơn tiêu chuẩn, nhìn nó rất là sang và các bác lau chùi nó rất là dễ các bác nhé. Mẫu này nó không dính bụi, nó rất là sang. Cái mẫu này thì nó là cái tông thùng của nó thì nó có cái kích thước vừa phải các bác nhé, và nó phô, con này là nó phô gỗ các bác nhé, phô gỗ, cái đường cong này các bác này, nó phô gỗ này các bác này, phô gỗ các bác nhé. Đấy, nó phô gỗ các bác nhé, và nó phô cái kính này, cái kính của thằng Tây, kính của Odo nó đăng ký ở cục sở hữu trí tuệ ở nước nó, thì các bác nó làm độc quyền luôn. Kính là kính ở trong tráng thủy, ở ngoài là các bác nhìn này, nó sẽ có một cái lớp mài, lớp mài nó là hai lớp luôn, các cái hãng khác một là mài hai thủy, con này vừa thủy vừa mài, mà cái chiều, cái kích thước, cái lưỡi mài cực khó luôn, nó rất ngắn, các bác có thể nhìn thấy nó tạo ra những cái góc phản chiếu ánh sáng cực đẹp. Mặt con này thì là mặt hai nền, giống như mặt rất đẹp luôn, mặt hai nền. Mặt con này các bác có thể nhìn thấy đây, mặt hai nền các bạn. Còn nắp đây, tại các bác thích nắp này thích, còn thay còn nắp khác cũng được. Con này có tay cầm đây các bác nhá, tay cầm đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Tay cầm đây các bác nhá. Đấy, có tay cầm cho các bác luôn, máy móc, máy là máy 54 các bác nhá, máy 10 điểm luôn. Máy này các bác nhìn này, máy vú 54, máy vú hãm xung bằng vú này, cho chất âm cực kỳ hay luôn. Đây người ta gọi là đời 54 máy vú này. Máy này các bác nhìn này. Đấy. Series 24 này, series này. Series con này rất đẹp các bác nhá. 60668, 68 là gì nhỉ? Phát tài phát lộc gì đấy các bác. Này, series đẹp không? Chơi con này chơi series luôn các bác nhá. Máy nguyên bản nguyên bụi, chưa lau dầu các bác nhá, đảm bảo cho bác là âm thanh cực hay, gông xanh nét. Con này gông không hay không lấy tiền các bác nhá. Con này thì em không test chuông được bởi vì các bác nhìn này, tay nó nhỏ mỡ các bác nhìn này. Nó nhỏ mỡ, nó ken mỡ vào đây này các bác nhìn này. Cái này thì phải thợ tháo ra lau dầu, nó dính này. Các bác nhìn này, mỡ xanh, bọt tay nó dùng mỡ xanh. Mặt thì mặt hai nền các bác nhá, mặt đẹp xuất sắc luôn. Là con Odo 54 máy vú 548. Giá con này nó trên 10 triệu các bác nhá. Con này đẹp, nhìn dáng đẹp trơn, bác nào chơi con này thì quá tuyệt vời. Kích thước là 56 và ngang sản phẩm này. Ngang sản phẩm này là 56 × 41. Các bạn nhá. 54 8 trơn. Con này là mã số 4 các bác nhá, mã số 4. Đấy, giá Anoem các bác nhá. Anoem để em báo giá. Một chiếc đồng hồ Odo 54 mã số 4 các bác nhá. Con này thì xuất sắc. Về em đánh giá là những con mà nguyên bụi như này nó trên 9 điểm các bác nhá. Chứ còn các bác nhìn ở ngoài cửa hàng cửa hiệu người ta mông má lên rồi, thực sự các bác là được mấy con mà nó đẹp nhờ bác nó bảo dọn cho mình rồi, thưa bác. Hàng đẹp em bán mộc luôn, thì em làm gì phải dọn.
chứ những ví dụ như em những con nào không bán được mộc nó nát quá rồi các bác, mông má tuốt tát lên rồi bán nó bóng bẩy bóng cứng lên thì bán nẻ các bác. Đây là chơi mình chơi từ mộc luôn. Tiếp theo em giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Odo 368 các bác nhé, một chiếc đồng hồ Odo 368 con này rất đẹp, cứng tủy bên tứ cương các bác nhé, 246 bông các bác nhé, 246 bông rất là đẹp, khủng đẹp các bạn, khủng khá đẹp để xem. Thùng này rất là đẹp các bác nhé, 6 bông Zin Odo các bác nhé. Các bạn nghe chuông không? Con này thì lau dầu cho các bác nhé. Chuông này đấy. Bà số bệt rồi mày. Chắn 36 bệt để cho ra cái chất âm như thế này. Âm quá đi. Không phải lúc nào cũng kiếm được cái bộ gông hay như thế này được các bác nhé. Gông cực hay luôn. Và cô máy này đúng thật nó chính là một chiếc đồng hồ Odo 36 đời cao nhất. Odo 36 chính là đời Odo 36 đời 3 vách bệt các bác nhé. Đời này đời đắt nhất của dòng Odo 368. Được mệnh danh là nữ hoàng âm thanh của đồng hồ côn các bác nhé. Bộ này thì rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Các bác nhìn này. Màu vàng rất đậm. Đẹp này các bác này, 36 này. Con Odo 36 các bác nhé. Máy móc cực đẹp. Các bác nhìn máy này. Một chiếc đồng hồ Odo 36 các bác. Nhìn kỹ những cái bộ máy quá đẹp luôn. Mặt này quá này. Odo 363 phải bệt các bác nhé. Rất đẹp, chuồng hay. Con này giá của nó khoảng trên 20 triệu các bác nhé. Côn hồng bóng bạc, con này âm cực hay luôn. Chuồng quá đỉnh. Còn nắp đẹp. Con này thì bác nào ra lưu thì liên hệ với em. Odo 368 3 vách bệt. Qua nhá. Mặt tương đối thôi nha, coi gì này. Mặt tương đối.
Con này mã số 5, có như con 36 này mã số 5. Con này thì các bạn alo giúp em nhé. Alo giúp em, con này mã số 5. Kích thước của nó có rồi, 38 x 68 thôi nhé. Ô tô 368, 3 bánh bình. Con này đời cao cấp rồi, nói chung là con này thì em miễn bình luận bởi vì âm thanh các bác nghe rồi. Cái dòng này thì cả thế giới người ta công nhận rồi. Mình giờ mà giới thiệu nhiều nữa thì là tăng bốc, mà xin thưa bác là không giới thiệu thì các bác lại không biết. Thật ra là các bác cứ tự cảm nhận các bác nhé. Còn bên em bán hàng zin nguyên bản nguyên bụi các bác nhé. Các bác à, bây giờ các bác phải hết sức chú ý. Bây giờ có nhiều đơn vị người ta cứ lợi dụng cái nguyên bản nguyên bụi này để người ta bán giá rất là cao các bác nhé. Bán giá không đúng với giá của con đồng hồ. Cứ bảo tôi ra nhưng giá này tôi mới bán rồi. Thực sự các bác không phải các bác nhé. Riêng nguyên bản nó có giá của riêng nguyên bản. Đó lưu của bác chụp CD tiếp theo nhé. Đó chính là một chiếc đồng hồ song tiện. Con này là Goodtimepacker các bác nhé. Một trong những phiên bản đẳng cấp của thế giới cũng như của Đức các bác nhé. Ở châu Âu thì Goodtimepacker là dòng đẳng cấp nhất, nó đẳng cấp hơn cả Odo hơn. Nhưng về Việt Nam mình thì mình thích chơi Odo hơn, chính vì vậy giá nó sẽ êm hơn rất là nhiều các bác nhé. Đây các bác nhìn này, làm rất là kỹ này, làm rất là kỹ các bác này. Đó, phù điêu này các bác này, phù điêu các bác nhé, cực kỳ dày đúc phù điêu các bác này. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Cái này bằng kim loại này, cái này thì bằng đục gỗ thôi, người ta mạ vàng lên đấy các bác. Đây này, họa tiết này là rất là hay, tinh xảo này các bác này. Là như một cái tháp luôn. Con này nó là một trong những phiên bản cao cấp đấy. Cái này là cái khớp gỗ của nó thì nó theo nó dán tự nhiên các bác nhé. Cả hai chiều gỗ nó như hai cái nó ghép vào các bác. Con này thì đẹp các bác, xuất sắc. Nối là kỹ mặt phủ điêu này các bác này, mặt phủ điêu này. Các bác nhìn này, mặt phủ điêu mạ vàng này. Đây, số đây. Con này cổ trên 100 năm rồi. Goodtimepacker đời cổ. Làm cực kỳ kỹ này, những họa tiết này các bác nhìn này. Đốm nổi hết các bác nhá. Xong tráng bạc bên trên, số còn rất là rõ. Phù điêu. Đây, cực kỳ nhiều công này các bác nhìn này. Mạ vàng các bác nhá. Bác nào mà về chúng ta vệ sinh cái vàng này, vàng ươm như những bộ để bàn luôn. Máy Goodtimepacker. Máy đánh chuông vòng 3 phút điểm chuông một lần, máy mạ vàng luôn các bác nhá. Ốc yếc các bác nhá, nhìn là zin đen luôn. Ít mở, ít tháo ống máy này. Đây, Goodtimepacker GB đây các bạn. Máy đắp kê vàng, những con này cực cổ luôn. À, gông, cái gông cũng được chạm tinh xảo luôn các bạn. Gông nó, từ cái cọc gông này các bạn thấy nó thiết kế vòng này các bạn. Bình thường thẳng cắm lên nhưng mà như này để cái biên độ dao động nó tốt hơn. Con này thì ngân này. Đấy, các bạn nhé, cái này nó đang chạm đấy các bạn. Nó ngân lắm, khi mà các bác dựng thì nó ngân lắm. Còn để nằm này, cái gông này nó sẽ chặn cái cổ của nó nhé. Cực kỳ cao cấp, các cái chốt ven kia của nó cũng bằng thép hết các bạn. Thiết kế con này nó khá là đặc biệt các bạn. Từ cái chốt của nó này các bác nhìn này, từ cái chốt câu các bác nhìn nó làm đặc biệt hơn cái thằng khác. Còn giá của nó khoảng trên 10 triệu, đang báo cho bác luôn cái khoảng giá để ông biết. Con này thì nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nói chung là các bác nhìn này, hai bên này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Vừa về lại nguyên bụi rồi các bạn ạ, chưa đụng chạm gì đâu. Ở trên này nó có một con tiện. Đấy, nhìn đẹp chưa? Hôm nay bác là sưu tầm cổ vật thì các bác chơi. Kích thước vừa bắt đầu này, kích thước của nó
thước của nó là khoảng hơn 1 mét rồi các bác. Thẳng nhá. Ok. Kích thước của nó khoảng 1 mét 06 gần 1 mét mốt nhân với 39 mét 06 nhân 39 các bác nhé. Con này thì xong tiện VIP rồi. Con này thì mã số là mã số 36. Mã số 6 đúng không? 6. Mã 6. Ừ, Anoem về giá nhé. Giá các bác Anoem nhé. Các bác nhìn giá Anoem. Con này thì nó rất là ít ở những phiên bản nó, và gỗ nó là gỗ sồi già khai thác lâu năm các bác. Màu lên màu tự nhiên. Các này đầy đủ hết cả con tiện. Tiếp theo các bác sẽ đến với chiếc đồng hồ Kenji, các nhà một chiếc đồng hồ Kenji kính rào Kenji đồng, kính rào đồng các nhà. Con này rất là ít này các bác chú ý này, con này rất là ít này, con này cực kỳ ít này, kính rào nó như ô cửa nhà thờ luôn, coi nhìn này, kính rào này người ta gọi là kính rào Kenji, mặt 20, mặt tròn 20 các nhá, kính rào Kenji mặt tròn 20. Kính rào Kenji mặt tròn 20. Đấy các bác này. Gỗ sồi già. Đấy. Kính này, quả kính này cực đẹp, các bác có thể hình dung như là quả nắc vàng này nhá, quả nắc vàng, nắc kê vàng này. Núc nắc các bác, núc nắc trong cái tấm kính như thế này, phản chiếu ánh sáng vào mắt các bác này này. Nó khác gì thông thủy ạ. Ở châu Âu nhá, kính rào càng to, càng nhiều mảnh, xin thưa các bác, đồng hồ càng đắt. Mặt này mặt to mặt 20 các bác. Còn con Kenji con này âm thanh chắc cực kỳ khủng luôn các bác nhé. Ôi xa, âm thanh con này chắc chắn nó ngất ngây luôn đúng không? À ngô quắc được rồi, để em thử cho các bác nghe nói có đúng không nhé. Euro 36 luôn. Chuồng này hay lắm các bác. Không hay thì không lấy tiền luôn. Gồng là củ gồng vuông mà các bác. À các bác này, củ gồng vuông này các bác này. Tùng được đục làm dày bằng gỗ anh đào, gỗ anh đào nó hơi đỏ chút các bác nhá. À, gỗ của châu Âu đấy các bác. Thùng cực kỳ nặng đấy các bác. Ở những phiên bản cao cấp là cánh dày bo này. Con này giao lưu các bác với giá là 4,8 triệu. 4,8 triệu các bác nha. Con này cực đẹp luôn, bác nào chơi các bác. Em khuyên các bác nào mà chúng ta sưu tầm thùng dài nên chơi con này. Bởi vì là cái kính rào con này cực đẹp luôn. Kính rào 10 điểm luôn. Kính rào này gọi là kính rào Kenji. Hôm nay em lọc toàn con đẹp đấy. Kích thước 80 ạ, nhân với 33 80 nhân 33. Và giá ngày hôm nay, giá ngày hôm nay là bao nhiêu ạ? À 4,8 triệu rồi các bác nhé. Và mã ngày hôm nay ạ, mã số 7 ạ. Mã số 7 các bác nhé. 4,8 triệu con này các bác không nên bỏ qua, nó là hàng độc đấy các bác nhé. Kính rào mặt cười này, các bác này. Tiếp theo, giao lưu các bác một chiếc đồng hồ kính rào suốt. Chiếc này kính rào suốt các bác nhé. Con này thì nó là dòng siêu cấp rồi các bác. Con cuối cùng ngày hôm nay. Nó là dòng siêu cấp rồi các bác nhé.
nó phiên bản đặc biệt của đời các đời Kenji. Con này gọi là con kính rào suốt. Con này thì các bác thấy là cái dáng bây giờ ở dưới làng nghề người ta làm theo cái mẫu thùng này rất là nhiều các bác nhé, làm theo mẫu cái thùng này rất là nhiều các bạn. Đây gọi là kính rào nhà thờ các bác nhé, nó có hai cửa này, xong nó suốt là cả bộ ô kính của nó là kính rào nhà thờ luôn các bác nhé. Con này là con Kenji kính rào nhà thờ, nó là cực kỳ cổ đấy các bác nhé. Này kính cái, làm cái này thì cực kỳ khó nhá, mình có làm theo nhưng không làm theo được căng nước như thế này của nó đâu các bác. Con này con kính rào nhà thờ ấy. Con này trước còn khoảng 15 triệu nhưng mà bây giờ thì thực sự các bác là cái giá nó đã tốt hơn rồi mà em sưu tầm em mua được rẻ. Con này mặt này, mặt xung quanh nó là nắp kê vàng này, nó cổ nỗ sĩ, nó rất là chắc chắn. Đến cái chỗ mà ở đằng sau này xin thưa các bác là nó cũng bị dạn theo cái thời gian, xong nó bong cái đồng ra ấy. Nhưng mà nó làm ý em nói là cái bình thường các cái viền các cái hãng khác nó chỉ tới đây thôi các bác này. Nhưng con này này các bác nhìn này, mà nó nắc cây vàng hết đây ở chỗ bên cạnh này, cho nó cũng không ảnh hưởng đâu các bác nhá. Thích thì các bác thay, nhưng mà thực sự là theo em là nó đẹp, các bác nhìn đằng trước nó đẹp như thế này, nó không ảnh hưởng, mặt vẫn ánh lên màu đồng, màu tia lên cực kỳ đẹp. Máy 10 điểm luôn, máy móc này, máy tay lên nắp 104 43 này các bác này, những cái chứng chỉ của các cái hiệp hội đồng hồ này các bác này, leng keng luôn, ốc vuông te nó ít sửa này các bác này, ít vặn. Côn này thì nó có côn này cực dài, côn con này côn cổ, cái này thì côn em sẽ dưỡng cho các bác nhé, tại vì mang về Việt Nam ấy, hôm mang về thì nó rất là xanh ấy, nhưng nó về cái khí hậu của mình các bác nó ẩm kinh, nên ra là nó lên màu han đấy. Gông con này là gông 54 phân, gọi 54 phân, côn này gọi là côn 54, côn của dòng Song Tiện là quả nắc đây các bác nhìn này, đúng quả nắc của dòng nhà thờ 1 2 3, quả nắc 3 tầng các bác, 3 tầng tráng bạc. À, các bác thích các bác về các bác đánh ra cực kỳ đẹp. À, để nằm nó vẫn chạy này. À. Cái côn này là nó mới han này các bác. Chứ nhưng mà âm thanh nó còn hay lắm các bác yên tâm. Các bác thích thì em đổi cho các bác bộ côn khác, bộ côn không có côn 5354 ở đâu. Con này thì niên đại nó trên 90 năm rồi. Còn Song Tiện kính rào suốt nhà thờ thôi nhá. Thùng này tít, kích thước là 82 và ngang là 33. (82 × 33). Con này em giao lưu các bác với giá 9,5 triệu các bác nhé. Mã con này là mã 8, là sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay các bác nhé. Mã 8 á. Song Tiện nhà thờ đấy. Các bác nhé. Một lần nữa thì cảm ơn các bác có thể thấy là ở bên em có rất là nhiều mặt quỷ này. Mặt quỷ các bác nhé. Em là Thành đến từ cửa hàng Thành Quỷ. Thì các bác có thể thấy là bên em còn về rất là nhiều những song tiện khác. Và cũng chia sẻ các bác luôn các bác nhé. Thì bên em có nhận order những cái cỗ máy 10 ở bên châu Âu về các bác nhé. Thì các bác có người nhà bên đấy thì các bác có thể nhận trực tiếp hàng tại Paris của Pháp các bác nhé. Hoặc các bác có thể đặt bên em thì bên em sẽ mang về và cũng có thể cùng các bác ra tận kho vận chuyển của hàng không các bác nhé. Thì để chúng ta cùng nhận, cùng khui những cái kiện nó giá trị như vậy các bác nhé. Và đặc biệt là bên em cũng có hỗ trợ xem để các bác, hỗ trợ tay nghề cao để bác này về máy 10 để xem cho các bác, cũng như cũng có thể là các bác có thể mang thợ đến để các bác xem cũng thẩm định bên em bao nhiêu nguyên bản những cô máy order như vậy. Để vừa rồi thì em cũng order về cũng khá là nhiều những cô máy 10 thì được cái là cũng giá rất là rẻ các bác. Chắc tách giá em thì bán bao tốt, chắc tách anh em bán nuột là cũng phải vài chục triệu bộ máy 10. Bây giờ các bác cũng yên tâm, các bác trao niềm tin các bác nhé. Bởi vì bây giờ là cái công nghệ không ai có thể bán giá kiểu mù mờ, cũng như không ai có thể, mọi thứ nó công khai trên mạng xã hội hết rồi các bác nhé. Em sẽ là người kết nối với các bác khách hàng chơi, với các bác chủ kho ở bên châu Âu là nguồn đang muốn bán những cái cỗ máy 10 ấy. Nhưng mà thực sự các bác là như người ta lại không kết nối với được phía Việt Nam mình, thì người ta sẽ nhờ mình bán cho các bác. Nên các bác chú ý thì em sẽ kết nối với các bác và đảm bảo cho các bác về giá trị cái đồng tiền đáng với cái sản phẩm các bác bỏ ra. Một nữa cảm ơn các bác theo dõi.